Nghĩ cũng vui ha. Từ cái ý tưởng kinh doanh ban đầu á, mà ba đứa mình bỏ công bỏ việc, bắt đầu ở một cái lĩnh vực hoàn toàn mới luôn. Lấy hoài cũng được gần 6 tháng rồi ha. Cái ngành công nghệ thông tin hấp dẫn mà cũng rủi ro lắm nha. Ngọc nhớ cái hồi mà nói với gia đình sẽ nghỉ việc ở công ty, rồi cùng đám tụi mình phát triển cái ứng dụng di động này á, thì cả nhà cứ nghĩ là Ngọc nói đùa không à. Chí cũng có khá hơn gì đâu, cả nhà ai cũng phản đối mình hết. Cũng may á là sản phẩm của mình sắp xong rồi, chừng một tháng nữa tạm ổn, lúc đó thì tha hồ mà đem khoe với mọi người. Mình có chuyện này muốn nói với hai bạn. Tuần trước á, mình mới tham dự một cái hội thảo về chuyên về chính sách mới cho ngành công nghệ thông tin á, thì mình có tình cờ gặp anh Duẩn, là hiện tại ảnh là chủ đầu tư của quỹ DMC. DMC là cái quỹ đầu tư mạo hiểm đó hả mình? Ừ đúng rồi, thì anh cũng có nói là anh rất là hứng thú với cái dự án của bên mình á, anh cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa á. Thì tin vui á là họ sẵn sàng đầu tư nếu mà cái dự án của mình mà chứng minh được cái tính tiềm năng của nó. Ủa thật hả? Trời ơi, tin vậy mà sao giờ mình mới báo? Thì tôi cũng phải tìm hiểu kỹ rồi mới báo lại cho mọi người được chứ. Chí thì chỉ nghĩ ngược lại, trước đây họ đã từng nút chững rất nhiều công ty nhỏ rồi, mà nghe đâu á là họ cũng đang đầu tư một vài công ty cùng lĩnh vực của mình. Biết đâu đây là cách để mà họ nút chững mình thì sao? Trời đất, Chí nghĩ gì mà sao quá vậy? Mình nghĩ không tới nỗi vậy đâu Trí ơi. Thì mình cũng có trình bày cái dự án của bên mình cho ảnh rồi, thì ảnh cũng nói là dự án này có tiềm năng mà. Thì tuần sau anh sẽ sắp xếp cái buổi gặp gỡ với bên mình đó. Tuần sau hả? Vậy thì gấp quá. Tại sao một chuyện quan trọng như vậy mà ông lại tự quyết định một mình hả Bình? Ông có biết đây là tương lai của cả nhóm chúng mình hay không? Ủa thì tôi nghĩ đây là tin vui mà. Ông nghĩ sâu xa quá. Thì tuần sau ông cứ gặp họ đi, nếu không được thì thôi có gì đâu. Tôi nói cho ông nghe, cả ba đứa mình đã từ bỏ tất cả để mà lập nghiệp. Mặc dù công ty mình có nhỏ, số vốn mình có ít, nhưng mà ba đứa mình là những người chủ thực sự. Bao nhiêu chuyện trước đây rồi, nào là tài chính, định hướng, nhân sự, tụi mình còn chưa quyết định xong nữa, bây giờ còn để cái của nợ này. Tôi thì lúc nào cũng nghĩ tới hai người hết đó. Ông thì lúc nào cũng bàn lùi không à. Bao nhiêu dự án vì ông mà không thực hiện được đó, ông có biết không? Ông muốn làm gì cũng làm một mình đi nha. Cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn hết sức khó khăn mà phải chịu dấn thân vào. Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Tổng Giám đốc Học viện Quốc tế BMG, đơn vị đào tạo các chương trình quốc tế của Anh Quốc tại Việt Nam về marketing, kinh doanh, PR, truyền thông. Có nghĩa là nếu mà chúng ta gọi là chung một team để về làm chung với nhau, nhưng mà có bạn thì đứng nhìn coi thử là liệu cái team đó đi về đâu thì rất là khó. Có nghĩa là tất cả các bạn đã phải cùng dấn thân vào cái mục tiêu mà được đặt xác định. Mà cái mục tiêu đó phải được lập ra bằng một con đường cụ thể. Có nghĩa là trong kinh doanh gọi là chiến lược á. Có nghĩa là các bạn đó phải hoạch định một con đường, có tầm nhìn, có cái sứ mệnh rõ ràng để mà đi. Chắc chắn là trong quá trình triển khai là và làm việc chung với nhau cùng mục tiêu, thì trong quá trình đó là triển khai rất là nhiều các cái mục tiêu con để thực hiện một mục tiêu lớn như vậy. Thì từng cái mục tiêu con nó triển khai ra rất là nhiều các cái hoạch hành động cụ thể, thì chắc chắn sẽ có nhiều cái quan điểm trái chiều. Mà quan điểm trái chiều là chắc chắn là sẽ có phát sinh mâu thuẫn. Vòng vó có 5 người thì cũng không tránh khỏi những lúc xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn. Vòng vó là nhóm khởi nghiệp có 5 thành viên, khởi nghiệp dựa trên ý tưởng làm nên những quyển sổ tay, bát sứ theo chế tác thủ công của làng nghề truyền thống. Ý tưởng đã được giải nhất tại cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2014. Thường những mâu thuẫn là xoay quanh cái việc quản lý tài chính, cũng như là những cái quyết định lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển lâu dài của vòng vó. Nhỏ nhặt hơn là những cái mâu thuẫn xung quanh việc xây dựng thương hiệu, xây dựng sản phẩm mới. Thì giai đoạn đầu gặp khó khăn rất là nhiều thứ. Khó khăn là thiếu trải nghiệm, thiếu kỹ năng quản lý điều hành, rồi thiếu các cái giải pháp để mà xoay sở đồng vốn cho phù hợp, rồi thiếu các cái chương trình phát triển thị trường v.v. Nói chung là thiếu và yếu. Thì những mâu thuẫn như vậy thì theo chúng tôi là tích cực, bởi vì nó giúp cho các bạn đó nhìn ra được nhiều góc nhìn khác nhau để chúng ta chọn lựa cái hướng đi nào là phù hợp nhất và hiệu quả nhất đối với nguồn lực hiện có của nhóm đó. Cái vấn đề là cái người đứng đầu thì bạn đó có đủ lý lẽ, đủ chứng minh, đủ số liệu để phân tích cho các thành viên còn lại là lựa chọn cái hướng nào là tích cực thì để giải quyết mâu thuẫn. Đối với em thì mâu thuẫn không có gì xấu cả. Mâu thuẫn nó giống như một cái dấu hiệu cho mình biết
ở một đâu đó có một điểm cần phải sửa đổi. Trước khi những mâu thuẫn xảy ra thì nhóm em có vẻ là mọi người làm việc độc lập với nhau lắm. Sau khi mọi người góp ý với nhau về cái vấn đề này thì mọi người hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Và qua mỗi cái mâu thuẫn đó thì câu chuyện là chúng ta có được một bài học kinh nghiệm. Bài học kinh nghiệm được rút ra rất là quý giá. Bởi vì giải quyết được cái mâu thuẫn có nghĩa là những thành viên trong team đó, trong nhóm đó nhìn nhận được là như vậy vấn đề nào là cần thiết trong giai đoạn hiện tại mà mình phải quyết định và phải theo đuổi. Vấn đề nào là chúng ta có thể gác bỏ hoặc là vấn đề nào chúng ta có thể để dành, sau đó chúng ta áp dụng. Như vậy qua cái phân tích đó thì tất cả những thành viên sẽ có được một bài học kinh nghiệm rất là tốt. Có nghĩa là mỗi bạn một cá tính khác nhau, chúng ta không thể dung hòa, không thể là yêu cầu là tất cả các bạn đó cũng phải còn một tính cách. Nhưng mà tất cả những tính cách khác nhau đó hỗ trợ với nhau, giúp sức nhau để chúng ta đạt được cái mục tiêu, có nghĩa là hướng đến phục vụ cho một nhóm khách hàng nào đó mà các bạn xác định, để cuối cùng là cả nhóm đó, cả cái team đó đi đến được một mục tiêu chung. Nếu có những mâu thuẫn xảy ra, mỗi người trong nhóm có những điều gì không hài lòng thì nên đối thoại trực tiếp và thẳng thắn. Đó là cách tốt nhất để giải quyết những mâu thuẫn. Có 3 vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm đặc biệt, đó là thứ nhất là cùng tầm nhìn. Có nghĩa là cả một team đó, cả một nhóm đó là phải có chung một cái hướng đi, cùng một cái tầm nhìn. Nếu mà bạn nào đó suy nghĩ chệch hướng thì có một người nào đó xem, đề nghị xem lại cái con đường của chúng ta đã lựa chọn là cái gì. Cái đó là cần phải kiên định. Thứ hai là cái lửa của các bạn đó phải được giữ, bởi vì là chúng ta sống cùng với đam mê phục vụ cho khách hàng. Để giữ hòa khí trong nhóm được tốt thì mọi người nên lắng nghe nhau và luôn giữ một cái tinh thần lạc quan, tích cực. Thì như vậy khi gặp những khó khăn thì mọi người chỉ xem nó như là một cái thử thách cần chinh phục thôi. Trí, uống cà phê nè Trí. Cảm ơn. Trí nè, chuyện hôm bữa đó, nghĩ lại thì tôi thấy ông lo sai vậy cũng đúng. Bữa đó tôi có hơi nóng tính, thôi thì ông bỏ qua cho tôi ha. Tôi cũng có giận gì ông đâu ông ơi. Nhưng mà ông nhớ là mai mốt quyết định gì á thì nói chuyện với tôi với Ngọc trước. Ông giận tôi là tôi mừng rồi. Với lại mấy ngày vừa rồi tôi cũng có nhẹ nhẹ suy nghĩ, thì tôi thấy cái quyết định của ông cũng hay á. Đây có lẽ là một cơ hội lớn để mình nắm bắt. Ông nghĩ vậy thiệt hả? Ừ. Nhưng mà chắc là mình phải thống nhất với nhau trước rồi mới qua gặp người ta được. Tôi cũng nghĩ vậy. Với lại nhớ là lỡ lần này thôi, lần sau thì nhớ bàn bạc trước nhá. Tôi đồng ý với ông. Tôi nghĩ là chúng ta nên tập trung vào những cái này trước. Thông thường chúng tôi thấy cái mô hình hiện tại mà chúng ta thường áp dụng đó là có một người đứng đầu. Ví dụ như là chúng ta cùng có tỷ lệ góp vốn giống nhau, nhưng mà được có một người nào đó có khả năng lãnh đạo tốt hơn, có cái tố chất làm quản lý hay là điều hành, để người đó được bầu làm trưởng nhóm. Và chúng ta phải có những cái phân công nhiệm vụ rõ ràng về chức năng quyền hạn của từng người trong cái nhóm đó. Đối với em cũng như đối với Gọng Vó thì các thành viên đều như một gia đình thôi, mọi người đều bình đẳng như nhau, tiếng nói mọi người đều bình đẳng cả. Tuy nhiên sẽ có một bạn chịu trách nhiệm là thúc đẩy mọi người hoàn thành các công việc đúng tiến độ. Cái quan trọng là chúng ta phải biết dùng người nào cho việc gì. Điều đó là quan trọng nhất. Có nghĩa là mỗi người thì có một cái điểm mạnh nhất định, thì cái điểm mạnh đó được bố trí cho một công việc phù hợp. Ví dụ như có một bạn rất là giỏi về chuyên môn nhưng mà rất ít quan tâm đến đồng đội, thì tốt nhất là để cho họ phát triển chuyên môn thì là lên làm chuyên viên. Vậy thì một người quản lý là người có khả năng là hiểu được cái tâm tư nguyện vọng và có khả năng giao việc cho người khác và đánh giá được cái khả năng làm việc của người khác. Cái điều cuối cùng là chúng tôi chia sẻ với các bạn là nếu mà chúng ta cho rằng phải nỗ lực để làm cho doanh nghiệp lớn và tự ti với những gì chúng ta cho rằng hiện nay mình còn rất là nhỏ, rất là khó cạnh tranh vân vân, đó là sai lầm. Bởi vì tất cả các doanh nghiệp đều bắt đầu từ rất nhỏ. Mà nếu chúng ta biết là ngày mai chúng ta nỗ lực làm đúng với những gì hôm nay chúng ta làm được thì ngày mai chúng ta sẽ lớn. Hãy sống với ước mơ của mình, đừng từ bỏ.